À, người chơi điện tử vừa mới lập kênh mới, tên là Mì Tôm Hai Trứng. Anh em ghé qua rồi ấn sub để đón chờ những content về game mới thật thú vị nhé. Link kênh ở dưới phần mô tả. Bạn tự tin bao nhiêu phần trăm rằng mình sẽ sống sót sau hơn 1.500 ngày cô độc trên đảo hoang? Không điện đóm, không nước sạch, không dụng cụ cần thiết, càng không có cái nhà hoang nào để lút đồ chạy bo. Nghe thì có vẻ bất khả thi đấy. Ấy thế nhưng mà tôi lại làm được. Và thậm chí là trở về an toàn sau nhiều năm lưu lạc. Xin chào các bạn, tôi là Chuck Nolan. Nhưng các bạn có thể gọi tôi là Robinson cũng được. Từ một nhân viên giao hàng cẩn mẫn, tôi đã làm thế nào để trở thành Bear Grylls chỉ sau 4 năm? Bạn có tò mò về những gì đã xảy ra không? Nếu không thì tôi vẫn kể thôi. Vì đã mấy năm nay rồi tôi chẳng nói chuyện với ai cả. Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không ra lấy ngay bát cơm vào đây mà ăn đi. Vì trong vòng 8 phút sắp tới bạn sẽ chẳng thấy miếng đồ ăn nào cho câu chuyện của tôi đâu. Trước khi đến với phần sinh tồn trên đảo hoang, để tôi kể cho bạn nghe về những tháng ngày đẹp đẽ trước khi thảm họa xảy ra. Khi ấy tôi là giám đốc điều hành của FedEx, một công ty chuyển phát nhanh hàng đầu thế giới, nhưng vẫn thua Shopee. Công việc của tôi có thể nói là khá khó khăn với những người chịu áp lực kém, vì đặc thù của nghề shipper là luôn phải đúng hẹn và cực kỳ cẩn thận. Bên cạnh đó, để đáp ứng được công việc giao hàng trên toàn thế giới, ngoài tính tỉ mỉ, tập trung, bạn còn phải trên mây trên gió nữa. Ngày nào tuần nào tôi cũng đi mây về gió cả, nhưng mà là trên một chiếc máy bay riêng của hãng. Chính vì lịch trình liên tục phải di chuyển như vậy nên hiếm khi tôi có thời gian để gặp người mình yêu. Cô ấy tên là Kelly. Không phải Kelly hút bóng đâu. Kelly của tôi đáng yêu lắm. Chúng tôi chung sống với nhau như vợ chồng cũng được mấy năm nay rồi. Thiếu mỗi cái đám cưới nữa thôi là tôi làm được 69 cái video YouTube như anh Duy Thẩm rồi. Ấy thế nhưng mà với công việc hiện tại, một buổi đi date với Kelly thôi đã là xa xỉ lắm rồi. Huống chi nói tới chuyện kết hôn. Cơ mà các cụ cũng bảo rồi, con gái cũng có lứa có thì. Kelly làm thì hiện tại của tôi cũng lâu rồi, giờ chuyển sang làm thì tương lai tiếp diễn là hợp lý luôn. Thế nhưng người tính đúng là không bằng trời tính. Dịp Giáng sinh năm ấy, tôi đang định cầu hôn Kelly thì đột nhiên tôi có việc cần phải đi công tác gấp. Chuyến này đi còn xa hơn chuyến trước, nhanh thì cũng phải 1-2 tuần mới về. Biết mình chẳng thể đón giao thừa với em nữa nên trước khi lên máy bay tôi đã tặng Kelly một chiếc nhẫn, nhưng bí mật không cho cô ấy biết. Và hẹn đúng giao thừa mới được mở ra. Em cũng vui vẻ tặng tôi một chiếc đồng hồ, trên đó có hình của chính em. Ôi đáng yêu ghê. Nghĩ lại tôi ước gì mình đã cầu hôn em ngay giây phút đấy. Vì chỉ ngay sau đó vài tiếng đồng hồ thôi, một thảm họa kinh hoàng đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Ngày hôm ấy, chuyến bay rất êm ái như thường lệ. Tôi ngủ rất ngon, có khi ngủ còn ngon hơn ở nhà. Tuy nhiên, khi máy bay đang ở giữa biển Thái Bình Dương thì đột nhiên mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Phi công không thể liên lạc với trạm liên lạc ở dưới mặt đất, nên chiếc máy bay đã vô tình bay theo một quỹ đạo khác, khác với dự định ban đầu. Tôi nghe thì cũng không hiểu lắm nhưng cũng chẳng lo lắng mấy, vì mấy chuyện như này cũng thường xảy ra. Vài ba phút nữa lại kết nối được bây giờ ấy mà. Thế rồi đúng vào lúc tôi lạc quan nhất thì bùm, cánh cửa máy bay mở tung một cách đột ngột, khiến tôi xem chút nữa thì bị hút ra ngoài. May là có anh giai trong phi hành đoàn cứu. Tuy nhiên chiếc máy bay to thế này thì chẳng ai cứu được cả. Cứ thế nó đâm thẳng xuống biển, nước nhanh chóng tràn vào và lấp kín tất cả không gian bên trong. May thay tôi vớ được một chiếc thuyền cứu hộ và dùng nó để thoát khỏi máy bay, nổi lên mặt nước. Chằm chành trên chiếc thuyền cứu hộ, tôi bị những cơn bão biển bạo dâm đến mức mất cả ý thức. Tôi chẳng nhớ mình đã cưỡi bao nhiêu đợt sóng, uống bao nhiêu nước biển. Chỉ biết rằng gần tới sáng thì tôi tới được một hòn đảo hoang vắng, rồi bất tỉnh nhân sự đến quá cả giờ trưa mới tỉnh. Tỉnh dậy, tôi lục túi quần xem máy liên lạc còn dùng được hay không, nhưng có vẻ nó dính nhiều nước quá nên là hỏng mất tiêu luôn. May là cái đồng hồ có hình Kelly vẫn ổn, chỉ là không xem được giờ nữa thôi. Với kinh nghiệm chơi game vớt rác trên biển cùng với mấy anh em người chơi điện tử, tôi biết mình cần phải đi vòng quanh bờ biển để xem có gì dùng được không. Thật may, các gói hàng mà tôi vận chuyển cũng dạt vào đây, chắc hẳn sẽ có một công dụng nào đó giúp tôi sống sót. Ok, giờ tôi phải đi check xem xung quanh có sự sống hay không, thổ dân cũng được. Thế nhưng đáp lại những tiếng gọi vô vọng của tôi chỉ là những tiếng sóng biển vỗ rì rào và đều đặn. Không vội bi quan, tôi tiếp tục ra bờ biển, viết lên cồn cát một chữ help to tổ bố, mong là mấy chiếc máy bay đi qua đây sẽ hiểu tiếng Anh. Ấy thế nhưng mà đến sáng hôm sau tôi mới thấy mình ngu, vẽ lên cát làm gì xong sóng đánh cho bay mẹ hết. Thế là tôi chuyển qua xếp hình bằng gỗ cho nó bó cẩn. Trong lúc chờ đợi một chiếc máy bay nào đó đi qua thì tôi lại tiếp tục dạo quanh bờ biển để vớt nốt những kiện hàng trôi giạt. Thực ra tôi cũng chẳng định unbox cái đống này đâu, vì đạo đức nghề nghiệp không cho phép tôi khui đồ của khách nếu chưa xin phép. Tôi định sẽ gom lại đây rồi để khi nào được cứu thì sẽ mang ra ship trả người ta. Vấn đề bây giờ là tôi phải tìm được nước uống cái đã. Cũng may đây là vùng biển Thái Bình Dương, trên những hòn đảo thế này có rất nhiều dừa, tha hồ cho tôi uống. Mỗi tội tôi chẳng biết phải làm thế nào để bổ nó ra, ném nó vào tường cũng không được, đập nó vào đá cũng không xong, thậm chí viên đá đập vào quả dừa còn vỡ vụn. Dù khó khăn là thế nhưng tôi vẫn không hề bỏ cuộc, vận hết sức mình đập quả dừa thật mạnh vào hòn đá. Sau nhiều lần thử đi thử lại, cuối cùng tôi cũng đã giải tỏa được cơn khát. Công nhận nước dừa ngon thật, kể ra mà có cái gì ăn kèm thì hết sảy anh Cường Bảy.
Thế là tôi lại vội đi tìm thức ăn. Đá map một hồi thì tôi nhận ra cái hòn đảo này bé vờ lờ, chả có con vật nào thì phải, toàn vách đá thôi. Ở hang này, chẳng có lẽ... À không, chắc không còn fan MU trong này nữa đâu. Thay vì tìm thấy fan MU, tôi lại tìm thấy một cái xác nổi lềnh phềnh ở gần bờ biển, trông quen lắm. Tôi vội chạy đến để kiểm chứng, và tá hỏa nhận ra đó chính là Albert Miller, người đồng nghiệp thân thiết của tôi. Nhìn qua tình hình cái xác thì có vẻ như đã bắt đầu phân hủy. Tôi chỉ lấy tạm vài thứ đồ trên người còn dùng được, rồi sau đó chôn cất Miller một cách cẩn thận, khắc tên lên bia đá nữa. Phải thú thực là việc nhìn thấy xác của đồng nghiệp cũng khiến tôi bi quan phết. Đêm hôm ấy, tôi đã phải ngắm ảnh của Kelly rất lâu để lấy lại tinh thần và cố gắng sống tiếp. Chắc chắn em cũng đang rất nhớ và cố gắng hết sức để tìm tôi. Những ngày sau đó cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt. Dừa trên đảo thì dần cạn, tôi đành phải chui vào rừng để tìm nước đọng trên lá cây để uống. Những lúc như này tôi lại tự hỏi, làm thế nào để tụi ba sọc có thể sống từng ấy năm mà không có nước nhỉ? Tạm gác lại những câu hỏi ngổn ngang kia, đêm hôm đó, cuối cùng tôi cũng tìm thấy dấu hiệu của sự sống. Một con thuyền bất chợt đi ngang qua, nhưng khoảng cách lại quá xa, mà chiếc đèn pin thì quá bé, chiếc tàu cứ thế rời xa, bỏ mặc tôi trong tiếng kêu gào thảm thiết, tuyệt vọng đến cùng cực. Sáng hôm sau tôi đem chiếc thuyền cứu hộ ra, rồi lao ra biển với hy vọng vượt qua những ngọn sóng kia để tiếp cận tàu thuyền qua lại. Tuy nhiên, trèo ngược sóng là một cái gì đấy khó khăn và tốn sức vờ lờ. Trong giây phút tôi đã ước gì những con sóng kia biến thành đề thi văn đại học, để nó có thể cuốn tôi ra xa bờ, biết đâu tôi có thể gặp được các sĩ tử ở ngoài kia thì sao. Lại một đêm nữa tôi ở trên đảo. Sau khi thấy tôi cố rời đi, ông trời có vẻ như không hài lòng và trừng phạt tôi bằng một cơn bão nhiệt đới mạnh chưa từng thấy. Nếu không có cái hang của mấy anh em đáy xã hội thì chắc đêm đó tôi tiêu con mẹ rồi. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy một cách uể oải, đầu óc tôi thực sự bế tắc. Đến nước này rồi thì chắc phải khui hộp thôi. Đạo đức chó ở tầm này đó. Mở hộp đầu tiên, tôi thấy một đống băng cassette của trung tâm băng đĩa lậu hải ngoại. Nè, vô dụng. Hộp tiếp theo là một lá đơn ly dị của tòa án thì phải. Nội dung thì cũng chẳng có gì lắm, nhưng nếu bạn nhìn lên phía trên của tờ đơn thì sẽ thấy dòng chữ ghi Attorney at Law. PR phim trước hẳn 20 năm luôn mà. Hộp thứ ba là một quả bóng chuyền. Hộp thứ tư là một đôi giày trượt tuyết. Hộp thứ năm, một bộ váy dạ hội. Toàn mấy thứ vô dụng không. Còn một chiếc hộp cuối cùng, tôi quyết định là dí bìu vào mở nữa. Dội vờ lờ. Anyway, sau đó tôi dùng tất cả những gì mình có để dựng một cái lều tạm. Đôi giày trượt tuyết có phần đế khá sắc, thích hợp để bổ dừa. Còn cái đầm dạ hội thì đem đi làm lưới vớt cá. Tầm này cá bé tự ngăn, một con cua bé tí tự ngăn. Vì theo kinh nghiệm xem Bear Grylls của tôi, thì bất kể con nào đang chạy, chúng đều là nguồn protein dồi dào, giúp bạn sống sót khi sinh tồn. Cơ mà tôi cũng không thể ăn đồ sống mãi được, tôi cần có lửa. Mà lửa ở đây rõ ràng là không miễn phí. Bình thường thấy trên TV họ làm dễ lắm, thế đếch nào lúc tôi làm thì khó vờ lờ. Trải qua mấy ngày đêm hì hục, mãi tôi mới có thể nhóm lên một ngọn lửa đầu tiên. Và đúng như một câu rap của Đen Vô, rồi loài người tìm thấy lửa, anh lại tìm thấy em. Ngay khi tôi tìm ra lửa, tôi đã tìm thấy em. Nhưng em ở đây là một em bóng chuyển múp rụp căng tròn trắng trẻ. Tôi quyết định vẽ cho em một khuôn mặt bằng chính máu từ bàn tay của mình. Tô tô vẽ vẽ tí cho nó có cái mặt, rồi đặt tên là Bo cho nó đáng yêu. Kể từ đó, tôi có thêm một người bạn để chút bầu tâm sự. Hơi tự kỷ tí nhưng thực sự, Bo đã giúp tôi lạc quan hơn rất nhiều. Trong những năm tháng tối tăm ấy, 4 năm dài đằng đẵng trôi qua, tôi từ một người văn minh nay đã hoàn toàn trở thành người tối cổp, râu ria mọc xồm xoàm. Ngày qua ngày trú ngụ trong cái hang, người gầy đi trông thấy, Bo vẫn còn ở bên tôi, nhưng em đã già hơn xưa nhiều lắm. 4 năm qua thực sự tôi cũng chẳng có thêm update gì mới lắm, vì tài nguyên trên đảo thì cũng chỉ có vậy. Thỉnh thoảng có thêm vài thứ đồ linh tinh giặt vào bờ, ví dụ như hai cái cánh cửa này chẳng hạn. Mà khoan, tôi chợt nảy ra một ý. Với những thứ mình đang có, tôi hoàn toàn có thể tạo ra một cái bè. Với hai miếng nhựa này làm buồm điều hướng, nếu tính đúng hướng gió, tôi hoàn toàn có thể lái được chiếc bè này ra xa bờ. Nghĩ là làm, tôi lập tức thu thập gỗ để làm ván thuyền, vỏ cây tươi để làm dây thừng, cố định các ván với nhau. Cơ mà hơi thiếu dây, giờ phải tìm đâu nhỉ? À đúng rồi, tôi chợt nhớ ra cách đây một năm tôi đã từng có ý định tự treo mình trên vách đá. Nhưng may mắn bản tính tôi là một thằng sợ chết, nên viễn cảnh đó đã không xảy ra. Ok, chiếc thuyền đã xong, trông cũng chắc chắn phết. Điều kiện cần có rồi, giờ điều kiện đủ là gió phải hướng ra ngoài biển khơi. Đúng như tôi dự đoán, sau vài tuần chờ đợi, cuối cùng cũng đã tới mùa gió đổi chiều. Đã đến lúc nói tạm biệt nơi này rồi Linh Ly ơi. Và thế là thuyền tôi ra khơi, dù chân mây không hề ửng hồng, vẫn là những con sóng bạc đầu ấy. Một lần nữa tôi phải đối đầu với nó, nhưng lần này tôi đã khác. Với tinh thần của bà Triệu, tôi dốc toàn bộ sức lực, căng buồm lên để cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ và sẵn sàng chém bất kỳ con cá kình nào ở Biển Đông nếu chúng nó có ý định ngăn tôi lại. Và rồi sau rất nhiều cố gắng, tôi cuối cùng cũng đã vượt qua được những cơn sóng ven bờ và ra khơi thành công. Nhìn lại hòn đảo nơi mình từng gắn bó suốt 4 năm, lòng tôi chợt bồi hồi thấy lạ. Đúng là khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Anyway, dù gì tôi cũng phải tìm cách sống tiếp đã. Ngày qua ngày, tôi cùng Bo lênh đênh trên biển như Pai cùng với con hổ của anh ta.
Đói thì chọc cá để ăn, vừa ăn vừa mong rằng một con thuyền nào đó sẽ đi qua và cứu lấy cái mạng già này của tôi. Thế nhưng rồi một đêm nọ, cơn bão biển định mệnh đã lại một lần nữa bạo dầm con thuyền, khiến cả tôi và Bo đều lăn quay ra bất tỉnh. Để rồi, khi cơn bão qua đi, tôi tỉnh dậy và chợt nhận ra Bo đã bị đánh bật ra khỏi con thuyền từ lúc nào. Dù tôi đã cố gắng bơi ra để cứu, nhưng sức người có hạn, tôi đành bất lực, chẳng thể nào cứu em về được nữa. Mất đi người bạn đồng hành suốt 4 năm trời, lòng dạ tôi như vỡ tan thành từng mảnh, nghị lực sinh tồn cũng chẳng còn bao nhiêu nữa. Cứ thế, tôi để cho con thuyền tự trôi theo chiều gió, đi đâu thì đi, chẳng lưu luyến gì nữa rồi. Thế nhưng vào đúng cái khoảnh khắc tôi buông xuôi nhất, một con thuyền cuối cùng cũng đã xuất hiện và tôi chính thức được cứu sống, kết thúc một hành trình gian khổ kéo dài hơn 4 năm trời ròng rã. Trở về với nhịp sống thông thường có rất nhiều thứ lạ lẫm thay đổi. Tuy nhiên tôi biết chắc chắn có một thứ sẽ không bao giờ đổi thay, đó là tình yêu của tôi dành cho Kelly. Nếu câu chuyện kết thúc ở đây thì chắc hẳn là một câu chuyện rất hay và trọn vẹn, nhưng không, tôi không hề ngờ được rằng trong 4 năm tôi mất tích, em đã cưới một người đàn ông khác, đau buồn, hụt hẫng và bất lực. Chính xác là những gì miêu tả tâm trạng của tôi lúc này, lặng nhìn chiếc đồng hồ em từng trao cho tôi. Đêm hôm ấy, tôi lấy hết can đảm và lao sang nhà em. Ngay khi tôi vừa gõ cửa thì Kelly đã đứng ngay ở đó, em dắt tôi vào nhà. Ồ, em không những đã có chồng mà em còn có cả những đứa con nữa. Nếu vậy thì tôi thực sự hết cơ hội mất rồi. Buồn rầu, tôi trả chiếc đồng hồ lại cho em. Chồng em có vẻ bất ngờ khi tôi vẫn giữ kỷ vật tình yêu của hai đứa sau từng ấy năm. Và càng bất ngờ hơn nữa khi tôi biết rằng em cũng chưa từng vứt bỏ chiếc xe kỷ niệm của hai đứa, mà chỉ âm thầm cất trong hầm suốt một thời gian qua. Tuy nhiên kỷ niệm xưa cũng chỉ là những thước phim dư thừa. Tôi và em có tua đi tua lại thì mọi chuyện cũng chẳng thể trở lại như trước nữa. Nhìn em lần cuối, rồi tôi lái chiếc xe ra khỏi gara. Tuy nhiên ngay khi tôi vừa mới rời đi, em đã không thể kìm lòng chạy ngay đến chỗ tôi. Nghe thấy tiếng gọi thảm thiết, tôi cũng lập tức quay xe, rồi chạy tới ôm chầm lấy em, trao cho em một nụ hôn đầy thắm thiết, như muốn xả hết nỗi nhớ tích tụ suốt 4 năm vừa qua. Thế nhưng thực tế lại vẫn là thực tế, em đã có chồng có con, tôi không thể nào xen vào được nữa. Thôi thì đành hẹn em kiếp sau vậy. Tạm gác lại chuyện tình yêu, tôi dần lấy lại được sự ổn định và trở lại công việc quen thuộc là nhân viên giao hàng. Lần này tôi phải đi giao một bưu kiện rất đặc biệt. Chiếc bưu kiện cuối cùng này chính là nguồn lực và hy vọng để tôi cố gắng sinh tồn, mong một ngày có thể trở về và giao tận tay cho người chủ của nó. Thú thật là cho đến mãi sau này, tôi vẫn không biết trong cái hộp đó có gì. Rất có thể là một thiết bị liên lạc không sóng, hoặc một túi hạt giống, hoặc một thứ gì đó cực kỳ hữu dụng có thể thay đổi cuộc đời tôi. Nhưng điều đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, vì câu chuyện đến đây là kết thúc mất rồi. Rất vui vì hôm nay được ngồi đây để kể chuyện cho các bạn nghe. Nếu anh em thấy thích câu chuyện này thì đừng quên ấn like và đăng ký cho The Reviewer. Người chơi điện tử, người chơi đồ, người tối cổ, nhi đồng tối tai, nhi đồng mất não, vui vẻ và mì tôm hai trứng, để không bỏ lỡ bất cứ video nào. Một lần nữa, tôi là Chuck Nolan. Xin chào và hẹn gặp lại.